Vâng, hôm nay là một ngày thật sự là rất là vui đối với không những đối với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam mà cả 90 triệu người dân Việt Nam cảm thấy rất là tự hào của những gì mà U23 Việt Nam đã viết lên một câu chuyện thần thoại. Một câu chuyện mà có lẽ 1 tỷ năm sau chúng ta nhắc tới vẫn là một cái niềm tự hào đối với con rồng, đất nước con rồng Triều Tiên. Vâng, ngày hôm nay là U23 Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết. Chung kết lịch sử của U23 châu Á. Và mình tin rằng thì nếu cứ đá như thế này thì chắc chắn Việt Nam sẽ vô địch thôi. Và đó chắc chắn là một cái bước ngoặt lịch sử mà rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đã khát khao và chờ đợi rất là lâu. Từ khi Lạc Long Quân để ra dân tộc Việt Nam cho tới ngày hôm nay ha. Rồi quay lại với cái vấn đề chính thì hôm nay mình sẽ nói về cái thị trường tiền ảo ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay như các bạn thấy thì cái thị trường tiền ảo nó là xanh trở lại một tí. Nhưng mà mình nghĩ là chắc chắn 1-2 ngày nữa thì nó cũng sẽ đỏ lại thôi. Bởi vì những cái giai đoạn này là giai đoạn rất là nhạy cảm. Những giai đoạn gần Tết. Những cái nhà đầu tư Trung Quốc hay là Việt Nam lúc này đang bán tháo để mà đây là cái dịp Tết này. Rồi quay lại là những cái tin vừa Trung Quốc cấm siết chặt các cái sàn giao dịch, hay là Hàn Quốc tin về chính phủ Hàn Quốc siết chặt những cái sàn giao dịch hay là thu thuế cái sàn giao dịch, nó đã ảnh hưởng rất là nhiều tới cái thị trường tiền ảo. Nó bốc hơi từ 800 tỷ đô xuống còn chỉ có hơn 500 tỷ đô thôi. Và những bạn nào mà lúc này ôm vào có vốn thì ôm vào những cái đồng, chắc chắn là nó sẽ khi mà sau Tết mình đoán như thế nó sẽ ít nhất là nhân 2 nhân 3 lần trở lên ha. Sau đây mình xin giới thiệu một cái số cái đồng mà các bạn nên ôm nếu các bạn có nhiều vốn ha. Nếu các bạn có vốn thì các bạn ôm những cái đồng như sau. Cái đồng Micro Money này mình đã giới thiệu rồi ha. Thì các bạn nếu có nếu xem video của mình rồi thì nên ôm cái đồng này ha. Hiện tại giá rất là tốt đúng không ôm. Cái đồng Student Coin này hiện tại vốn hóa rất là thấp cho nên rất là tốt để các bạn ôm ha. Rồi cái đồng Swift là một cái đồng rất là tiềm năng trong tương lai. Cái công nghệ đằng sau nó là cái công nghệ vừa nhận dạng người và bảo mật trong thanh toán. Năm 2018 chắc chắn là một cái năm bùng nổ của thị trường điện tử và ngành công nghiệp 4.0. Cho nên cái đồng Swift này sẽ là một cái đại diện của cái nhóm bảo mật. Cái nhóm nhận dạng bảo mật. Nó pha lẫn một chút trí tuệ nhân tạo. Mà các bạn, mình nghĩ là các bạn nên đầu tư vào cái đồng này nhiều hơn. Nào, tiếp theo là cái đồng Kyber Network. Cái đồng này là thuộc vào lĩnh vực fintech. Lĩnh vực fintech ha. Lĩnh vực fintech là gì thì mình sẽ có một cái video để nói rõ hơn về cái lĩnh vực fintech này. Mình đang làm cái slide nói về cái hệ thống hệ sinh thái blockchain, sẽ giới thiệu cho các bạn sau. Rồi đó những cái đồng mà mình khuyên các bạn ôm vào cái lúc này. Một cái đồng nữa mình nói rất là nhiều trong group mình, đó là đồng XP. Đồng này có thể tăng gấp 20 lần 30 lần khi mà các bạn hold đến năm cuối năm 2018 này,
Mình không nói nhiều dòng này nữa, mình đã có một cái video phân tích cụ thể nó rồi. Cái dòng Deep One này cũng là một cái đồng mà rất là đáng để ôm ha. Nó và quyền lực Deep One này có thể cạnh tranh với thằng Monero hay đồng Dash. Nó vừa cái lĩnh vực mà ẩn danh, đồng tiền ẩn danh ha. Tài vốn hóa của nó vẫn còn đang rất thấp, 42 triệu đô thôi. Cho nên rất có khả năng sẽ bay cao. Nhìn vào cái đồng Dash, Dash nó bay cao rất nhiều cỡ nào rồi. Cho nên khi các bạn thì đầu tư những cái đồng mình vừa nói đó. Đây là cái slide mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Rồi ngày mai mình sẽ làm cái video nói về cái hệ thống sinh thái blockchain này. Rồi, xin chào các bạn ha.